VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào các bạn, hiện nay trên thị trường thiết bị âm thanh karaoke xuất hiện một loại thiết bị mới với tên gọi vang liền công suất. Và cái tên này gây tò mò và khá mới mẻ đối với nhiều khách hàng. Vậy vang liền công suất là gì, công dụng ra sao và sử dụng trong điều kiện nào? Và có nên sử dụng vang liền công suất thay thế âm ly karaoke truyền thống cho phòng karaoke gia đình hay không? Các bạn hãy cùng Thiến Nga tìm hiểu nhé! Ngay từ tên gọi, chúng ta có thể hiểu vang liền công suất là sự tích hợp giữa vang số và cục đẩy công suất, tức là men công suất. Và để cụ thể hơn, các bạn hãy cùng Thúy Nga tìm hiểu về vang số và cục đẩy công suất nhé. Vang số còn có tên gọi khác là mixer hay mixer kỹ thuật số. Cách dễ hiểu nhất thì vang số là thiết bị hòa trộn và xử lý tín hiệu âm thanh. Vang số sẽ nhận tín hiệu âm thanh như micro karaoke, đầu karaoke sau đó xử lý, tái tạo những tín hiệu âm thanh nó nhận được trở thành những tín hiệu âm thanh tốt nhất trước khi đưa đến loa karaoke để khuếch đại. Tuy nhiên, khác với âm ly karaoke, vang số có khả năng xử lý tín hiệu hoàn toàn tự động nhờ vào các tham số equalizer, người dùng điều khiển vang số thông qua phần mềm riêng biệt được kết nối với máy tính. Cục đẩy công suất hay men công suất hiểu đơn giản chính là thiết bị khuếch đại tín hiệu ra loa mà từ kỹ thuật chính vẫn là amplifier có công suất lớn thay vì âm ly thông thường công suất nhỏ. Như vậy, chúng ta có thể hiểu vang liền công suất có cả hai ưu điểm của vang số và cục đẩy công suất, tinh chỉnh tín hiệu âm thanh tốt nhất và cho ra công suất lớn nhất. Ngoài ra, vang liền công suất còn có những ưu điểm gì nhỉ? Nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Tất nhiên, ưu điểm đầu tiên đó là sự nhỏ gọn, tiện lợi khi tích hợp hai thiết bị trong một. Và chúng ta cũng không cần tốn quá nhiều chi phí khi mua một thiết bị vang liền công suất duy nhất. Sử dụng EQ 7 băng tần và 6 chế độ điều chỉnh âm thanh, micro và tần số thấp, 4 chế độ effect giúp nâng cao chất lượng âm thanh phát ra. Công suất tối đa mỗi kênh là 350W, trợ kháng 8 ohm, tích hợp đầy đủ các kết nối kỹ thuật số nên vang liền công suất phù hợp kết nối với rất nhiều loại loa. Phần mềm điều khiển chuyên nghiệp trên máy tính kết nối qua tổng USB. Có 5 cổng cắm micro, trong đó có 3 cổng cắm phía trước đều có điều chỉnh riêng biệt trên từng micro, dễ dàng điều chỉnh cho nam, nữ hát. Ví dụ nam thì dùng micro 1, nữ thì dùng micro 2. Có chế độ chỉnh tông nhạc, điều khiển được từ xa. Tích hợp mạch Echo Analog cho âm thanh trung thực và thuần tiếng tính. Các vang liền công suất thông thường sẽ có công suất 350W nhân 2 kênh với thiết kế 4 đầu ra. Vì vậy, chúng ta có thể phối ghép với tối đa 2 cặp loa bass 25cm và 1 cặp loa bass 30cm mà vẫn đảm bảo âm thanh cho ra tốt nhất. Nói đến đây thì các bạn cũng đã hiểu vang liền công suất là gì rồi đúng không ạ? À? Và theo như VDA thì chiếc vang liền công suất E3TX 6900 đang hot nhất hiện nay. Nếu các bạn thật sự quan tâm thì hãy ghé đến VDA, chúng tôi luôn có sẵn phòng trải nghiệm miễn phí dành cho các bạn. VDA xin chào và hẹn gặp lại!